Đây là bếp ga VIP, VIP thế hệ full chức năng chị nha. Dòng này dòng Osaka ga. Mặt kính nha chị nha, mặt kính. Nó là trắng kem, không phải là trắng tươi, trắng kem. Chức năng của nó là hai tầng lửa nướng chị nha, hai tầng lửa nướng, hẹn được 3 tầng bếp luôn. Hẹn được 3 bếp luôn. Đẹp từ bên trong đến ngoài nè, màu sắc đẹp ha, đời rất là cao. Cái này là hệ VIP đó chị. Anh chị nào cảm thấy mình có cái sở nhu cầu sử dụng dòng VIP á, anh chị có thể liên hệ shopline. Đẹp lắm. Kính nha, kính trên tiếng anh chị. Kính trên tiếng. Đẹp từng chi tiết nha, đẹp lắm. Hàng này là hàng sưu tầm của bên em. Hai tầng lửa nướng nè, hai tầng lửa nướng nha, hẹn giờ đó chị nha. Hẹn giờ 3 VIP nè. Nấu cơm nè anh chị, nấu nước nè, chiên xào nè, chế độ chiên xào nè, có đủ hết trơn chị. Rất là mới luôn, lâu lâu mới có được con VIP.